Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 71 của Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của EN cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nhưng bên trong làn gió nhẹ này lại ẩn chứa một cỗ cảm giác tuyệt tình rất vi diệu. Chỉ trong chớp mắt, loại cảm giác này đã được phóng đại vô hạn khuếch tán khắp toàn thân vương lâm thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không bỏ qua vương lâm lập tức hiểu cảm giác tuyệt tình này đúng là một tia ý cảnh ẩn chứa trong pháp thuật thần thông của trung niên văn sĩ cô ý cảnh này giống như thiên uy khiến cho vương lâm không thể nào chống cự lại được vào lúc này nếu như hắn xuất ra cấm phiền, vậy thì dưới tầng tầng cấm chế thủ hộ có lẽ hắn sẽ không có cảm giác sâu sắc được như vậy dù sao Trước đây, khi hắn cùng với hóa thần kỳ tu sĩ tranh đấu, lại luôn phải sử dụng đến cấm phiên. Nhưng giờ phút này, bởi vì lính ngộ ra loại ý cảnh như vậy, hắn không xuất ra bất cứ một loại pháp bảo nào. Do đó, lại có thể nói rằng hắn tay không tắc sắt, như thân thể lõa lồ cảm nhận được ý cảnh bên trong công kích của hóa thần kỳ tu sĩ. Ánh mắt của lão nhân sáng quắc lên, tay phải chụp ra. Lập tức có một tia mây tím từ thiên linh cái của vương lâm bay ra, hình thành một quả cầu màu tím, bay đến trên tay lão nhân. Vương Lâm thở sâu, khôi phục lại. Hắn nhắm hai mắt. Ở một thời khắc vừa rồi, ý cảnh của đối phương đã bị hắn hoàn toàn cảm ngộ. Loại kỳ ngộ này quả thực khả ngộ bất khả cầu, cực kỳ quý giá. Bàn tay của lão nhân khẽ miết lên một cái, quả cầu màu tím lập tức tiêu tán. Trung niên văn sĩ sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chầm chầm lão nhân nói. Tiền bối tới đây, chắc là vì để cho đệ tử người lính ngộ ra ý cảnh đột phá Nguyên Anh đã tới hóa thần kỳ rồi. Lão nhân kia lại cười lên ha ha, tay phải tùy ý chỉ một người đứng bên cạnh trung niên văn sĩ, lại nói. Ngươi, đi ra, tới lượt ngươi. Người mà lão nhân chỉ vào là một lão bà. Ánh mắt lão bà này hơi có chút u ám, nhìn chăm chăm vào lão ta nói. Tuy rằng tu vi của tiền bối thông thiên, nhưng Bạch Vân Tông ta không phải là nơi mà các người có thể bảo gì làm đó. Lão nhân lầm bầm vài câu, hơi có một chút không kiên nhẫn từ trong lồng ngực xuất ra một cái túi chữ vật bẩn thỉu lục lọi mãi bên trong hắn mới lôi ra được một cái lệnh bài màu đen mặt trên của lệnh bài này không ngờ còn lộ ra một ít áo quần dính đầy dầu mỡ và một chút đồ ăn hắn thuận tay ném ra bị lão bà kia chụp lấy sau khi lão bà này nhìn rõ lệnh bài sắc mặt lập tức biến sắc thất thanh nói đây là tổ linh bài trung niên văn sĩ lập tức tay ra cầm lấy lệnh bài đánh ra một đạo pháp quyết phía trên lập tức lệnh bài lóe sang ánh sáng bảy màu rất lâu vẫn không tiêu tán trung niên văn sĩ lập tức cười khổ cùng kính hướng lão nhân nói tiền bối nếu như đã giữ tổ linh bài đám văn bối tự nhiên nghe lệnh tuy nhiên tiền bối thực sự xác định dùng tổ linh bài này để đổi lấy việc hóa thần kỳ tu sĩ bạch vân tông ta sẽ trợ giúp cho đệ tử của ngài lấy ngộ ra ý cảnh sao Lão nhìn đắc ý liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vuốt vuốt mũi, hướng trung niên văn sĩ hừ nhẹ một cái, hậm hực nói. Sàm ngôn vô nghĩa, mau lên mau lên, ngươi đi ra đây. Hắn nói xong, lại chỉ chỉ vào lão bà. Lão bà kia trầm mặc một lát, cùng kính gật đầu. Thân mình di động, tiến thêm vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, người đúng quả nhiên có một vị sư phụ tốt lão bà ta nằm đó khi hóa thần nếu như có cơ hội cảm ngộ ra ý cảnh tất nhiên có thể đỡ phải đi đường vòng nhanh chóng hơn không ít nói xong bà ta há miệng phun ra một cỗ linh khí màu hồng nhạt linh khí này sau khi xuất hiện lập tức tràn ra từng trận mùi thơm phát tán ra bốn phía ngay lập tức linh khí màu hồng nhạt như tên rời cung màu trắng bay đến ba tấc bên ngoài người vương lâm màu chóng tăng tốc, sau đó hóa thành một màn sương mù màu hồng nhạt, bọc lấy vương lâm vào bên trong. Ý cảnh của lão bà ta, người cứ chậm rãi mà lĩnh ngộ. Bên trong màn sương mù màu hồng nhạt, vương lâm lập tức có một loại cảm giác ấm áp giạt rào. Dưới cảm giác đó, linh lực trong cơ thể và nguyên anh của hắn chậm rãi lộ ra một tia lười biếng. Dường như tất cả giết chóc, thậm chí quyết tâm tu hành hóa thần, giờ phút này đều đã trở nên mờ ảo, dưới cảm giác đó, Vương Lâm chỉ có cảm giác buồn ngủ mà thôi. Dường như tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều sẽ có khả năng trở về hư không. Nhưng vào lúc này, một quả huyết cầu đầy sát khí từ trong túi chữ vật bỗng nhiên tự động bay ra, dừng trên bàn tay Vương Lâm, lóe lên một cái, sau đó dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, có một cỗ sát khí mãnh liệt giống như là có một bình nước lạnh đổ thẳng vào đầu, khiến cho Vương Lâm lập tức thanh tỉnh. Trong nháy mắt, sát khí đã tràn ngập toàn thân hắn. Bà lão kêu khẽ một tiếng, tay phải chịu hồi, thu lại linh khí màu hồng nhạt. Vương Lâm thở sâu một hơi. Vừa rồi, nếu như không có huyết cầu đầy sát khí, thì hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn trầm mê trong ý cảnh của đối phương. Loại cảm giác đó cực kỳ đáng sợ. Bản thân hắn, đối với hóa thần kỳ tu sĩ, ngoài sự kiêng kỵ lại có thêm mấy phần cẩn thận. Lão bà liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân mình lùi lại phía sau, không nói gì nữa. Vào lúc này, Ánh mắt lão nhân lại đảo qua Cuối cùng dừng lại tại một lão già mặc thanh sam phía xa Ánh mắt lão ta lập tức sáng lên Cười vang dội nói Ngươi Chính là ngươi Lại đây Ý cảnh của ngươi hơi có chút đặc biệt Sau khi lĩnh ngộ rồi Chúng ta sẽ đi liền Không quấy rầy các ngươi thêm nữa Lão giả kia lại ngừng đầu lên Không thèm liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái Chỉ bình thản nói Ý cảnh của ta hắn không chịu nổi. Lão nhân kia nhướng mày, vùng mạnh tay lên nói. Hừ, thối ôm, đã có lão tử bên cạnh, cho dù là bạch vân lão đạo của tông các người đích thân đến đây, lão tử cũng có thể kháng cự. Nói xong, hắn lấm la lấm lét, trộm liếc mắt nhìn vào chỗ sâu nhất bên trong bạch vân tông. Lão giả mặc thanh sam không nói thêm gì nữa, mà vỗ chán. Ngay lập tức, từ trong mi tâm vỡ ra một lỗ hồng màu đen có một thanh phi kiếm to bằng một bàn tay mau chóng bay ra hóa thành một đạo thiểm điện nháy mắt đã đến trước người vương lâm tốc độ này của vương lâm căn bản là không thể kháng cự lại khiến cho sắc mặt của hắn hơi có một chút khó coi nếu như xuất ra cấm phiền vậy thì hắn có thể ngăn trở một chút nhưng hiển nhiên không thể nào kéo dài được lâu nhưng vương lâm cũng không sợ hãi tuy rằng hắn không thể nào chống cự nhưng nếu như là chân chính động thủ vậy thì bằng vào tia thiên kiếp trong tay những hóa thần kỳ tu sĩ này, dù rằng thần thông của họ có cường đại hơn đi chăng nữa, thì chắc chắn là phải e dè vài phần. Giống như đối với thanh phi kiếm này, Vương Lâm hiện tại chỉ cần xuất ra một tia thiền kiếp, đối phương tất nhiên sẽ thu hồi công kích của phi kiếm. Nếu như không, chỉ có thể đồng quy vô tận. Phi kiếm của lão già mặc thanh sam đứng trước người Vương Lâm một trượng, có một cỗ tiêu sát khí ập thẳng vào mặt hắn. Trong cỗ tiêu sát khí này lại còn mang theo một tia ý cảnh kỳ dị. Ý cảnh này khác rất nhiều với ý cảnh của hai người trước đó, dường như mang theo một tiêu uy lực của thiên địa. Vương Lâm lập tức nhận ra được linh lực trong cơ thể có hiện tượng bị suy kiệt. Nếu như xem linh lực này giống như tính mệnh lực, vậy thì dưới ý cảnh của đối phương, sinh mệnh lực của hắn đang màu chóng tiêu tán. Loại ý cảnh quỷ dị này giúp cô cũng khiến cho Vương Lâm sắc mặt đại biến. Ý cảnh này có thể ảnh hưởng đến linh lực. Nếu như có thể tác dụng đến thọ nguyên, vậy thì tuyệt đối có thể nói là cực kỳ nghịch thiên, sắc mặt của tu sĩ mặc thanh sam bình thản tay phải chịu hồi phi kiếm đột nhiên lui về phía sau trở về bên ngoài lão, biến mất ở mi tâm hắn chậm rãi nói ý cảnh của lão phu là tuế nguyệt ánh mắt của lão nhân ngừng trọng dừng lại trên người này trước đó hắn chỉ cảm giác được lão giả mặc thanh sam này hơi có một chút quỷ dị do đó phân tích ra rằng ý cảnh của đối phương tất nhiên phải có chỗ bất phàm nhưng cũng tuyệt đối không thể nào nghĩ ra nổi ý cảnh của đối phương lại chính là tối nguyệt. Hắn thở sâu, vẻ mặt xấu xa trên mặt lập tức biến mất. Vào lúc này đây, thoạt nhìn qua hắn rất uy nghiêm. Trên khuôn mặt gầy gò hơi có một chút bẩn thỉu tuy nhiên, những thứ trần tục đó không thể nào che giấu được tính cách cương trực của lão. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm có cảm giác chỉ trong nháy mắt, lão nhân này đã hoàn toàn là một người khác. Vào lúc này, nếu như nói lão ta là cao thủ đến từ Chu Tước Quốc, Vương Lâm cũng lại chẳng quá mức hoài nghi một hóa thần ý cảnh rất được. Nếu như cuộc đời này ngươi có thể đạt tới vấn đỉnh, vậy thì uy lực của ý cảnh này có thể sẽ nghịch thiên. Được rồi, các người giữ lấy tổ linh bài đây. Cáo từ. Lão nhân thở sâu, đi đến bên người Vương Lâm, nắm lấy hắn. Hai người này lập tức biến mất tại chỗ. Khi hiện ra, không ngờ đã ở một chỗ hẻo lánh bên trong kinh đô của phạm nhân. Sau khi hai người hiện ra, lão nhân lập tức thở hồn hển như con trâu, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra vẻ tự đắc thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía vương lâm hiển nhiên là đang chờ vương lâm khen ngợi lúc này hắn làm gì còn phong phạm của một cao thủ như vừa rồi vương lâm bất đắc dĩ tháo cái mũi rơm xuống thuận tay ném vào bên trong túi chữ vật ngoài miệng lại nói thần thông của tiền mối quả nhiên là kinh người thực sự trong đời này vẫn mối ít được thấy bội phục bội phục ánh mắt lão nhân lộn lên bất mãn nói Người chỉ nói được mỗi một câu như vậy thôi à? Vương Lâm trầm mặc lại cười khổ một tiếng. Cả đời này hắn cũng chưa từng nói qua một câu nịnh hót nào. Vào lúc này, hắn suy nghĩ mãi mà thực sự không biết nên nói thế nào cho phải. Lão nhân thở hồn hển vùng tay lên nói. Được rồi đó, cũng đã cảm ngộ được ý cảnh rồi. Ngươi trở về đi, nhớ gió phải mau chóng đạt tới hóa thần kỳ. Sau đó, điều khắc tượng gỗ cho ta, Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, mắt thấy lão nhân đang định đi xa, lại mở miệng nói. Tiền bối, tổ linh bài đó là vật gì? Lão nhân quay đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó đắc ý cười nói. Cái đồ bỏ đi đó tính là cái gì chứ? Nơi này ta còn nhiều lắm. Nói xong, từ trong túi chữ vật của hắn xuất ra một đống lớn đầy đủ những loại lệnh bài, sau đó tiếp tục nói. Đây là thiên độn môn, đây là linh vụ tông, còn đây là tứ cấp tu chân quốc ma tộc, còn đây là ngũ cấp tu chân quốc. Vương Lâm ngơ ngác nhìn lão nhân giới thiệu lần lượt từng cái lệnh bài, trên mặt càng ngày càng hiện ra vẻ đắc ý. Cảnh tượng như vậy, giống như là những vật trong tay lão ta chỉ là những món đồ chơi. Cuối cùng, tay phải của lão ta vừa lật, xuất ra một cái lệnh bài trống giống, lại nói. Ngoại trừ những cái đó, người muốn lệnh bài của môn phái nào ta đều có thể chế tạo được cho ngươi. <laughs> Mấy năm nay, lão tử không biết đã bán được bao nhiêu cái thứ này rồi. Ngươi có thể đi hỏi, danh tiếng của ta cũng không phải là nhỏ đâu. Ngươi bây giờ có muốn mua luôn một cái không? Lệnh bài của trường môn Bạch Vân Tông, vậy thì thế nào? Vương Lâm trầm mặt liếc nhìn lão nhân này một cái, sau đó xoay người rời đi. Lão nhân ở lại phía sau hò hết cả buổi rồi, sau đó lại nói thêm vài câu, đem số lệnh bài này thu hồi lại hết rồi nói. Mấy cái thứ này là hàng dự trữ của lão tử thôi. Hmm. Ngươi không biết hàng thì ta cũng sẽ không bán cho ngươi. Vương Lâm một đường đi thẳng, sau khi về tới cửa hàng, hắn khoanh chân ngồi bên cạnh lò lửa, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Trong hoàn cảnh yên tĩnh đó, trong đầu hắn hiện ra ý cảnh khác nhau của ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Dần dần, cả người hắn chìm đắm bên trong, lặng lặng cảm ngộ tuyệt tình ý cảnh của trung niên văn sĩ an nhàn ý cảnh của lão bà tuế nguyệt ý cảnh của lão nhân mặc thanh sam ba thứ này lần lượt quanh quẩn trong đầu hắn dần dần vương lâm mơ hồ hiểu ra được một chút những ý cảnh này bắt nguồn từ những nhân sinh quan khác nhau trong khi lính ngộ ra thiên đạo mà đạt tới như vậy ý cảnh của mình rốt cục là cái gì vương lâm nhắm lại hai mắt giờ khắc này cả người hắn bỗng nhiên thay đổi một hồi lâu sau vương lâm lại mở mắt ra cầm lấy một đoạn gỗ tay phải huy động khắc đào. Vụn gỗ bay tán loạn, khắc đào trong tay hắn cứ như nước chảy mây trôi, không một chút nào ngưng lại. Dần dần, trên khối gỗ điều khắc đó dần dần hiện ra hình dạng một người với một tay bấm quyết. Hai mắt vừng lầm lụ ra vẻ chuyên chú Tại thời khắc này, mọi thứ xung quanh đều không thể nào ảnh hưởng đến nội tâm của hắn. Những thứ trong đầu hắn, trong mắt hắn đều là tuyệt tình ý cảnh của trung niên văn sĩ gỗ vụn trên mặt đất mỗi lúc một nhiều. Khắc đao trong tay Vương Lâm càng ngày càng nhanh. Cuối cùng chỉ còn thấy được tàn ảnh. Một lúc lâu sau, tay phải của Vương Lâm đột nhiên ngưng lại. Khắc đao trong tay hắn đột nhiên lại gãy đôi. Đoạn mũi nhọn của khắc đao xẹt ra một tia sáng, xoay tròn đâm vào giá gỗ phía trên, phát ra từng trận âm thanh vụ vù, vù. Đối với hết thảy những điều này, Vương Lâm cũng không một chút nào để ý. Đôi mắt của hắn nhìn vào tượng gỗ mà hắn vừa điều khắc bức tượng này dĩ nhiên đã thành hình của trung niên văn nhân rất sống độc. Tay phải đang bấm quyết, trên người bao phủ một cỗ khí tức tuyệt tình. Nhưng chẳng qua, cỗ khí tức này vẫn chưa lộ ra bên ngoài mà hoàn toàn thu liễm vào bên trong. Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm ngộ hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt bức tượng trung niên văn sĩ xuống mặt đất. Vẫn còn thiếu một chút. Vương Lâm lẩm bẩm, khác nhau cơ bản là để thể hiện được ý cảnh tuyệt tình kia vương lâm chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của chính mình tuy nói cuối cùng cũng điều khắc thành công nhưng mà so với ý cảnh tuyệt tình chân chính của người văn sĩ đó vậy thì vẫn có một sự khác biệt lớn vương lâm nhìn vào đao khắc bị gãy ở trong tay chậm ngâm một chút sau đó cánh tay phải vung lên nửa đoạn còn lại nằm trong tay bay ra rơi xuống trên giá gỗ một bên tiếp theo đó hắn lại cầm lấy một đoạn gỗ dùng ngón tay làm đao tiếp tục khắc tiếp Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát, trong nháy mắt lại qua thêm 10 năm. Trong 10 năm đó, vẻ bề ngoài của Vương Lâm dĩ nhiên đã trở nên giả nua hơn. Bên trong mái tóc mai của hắn có điểm một ít sợi tóc bạc, dáng người thẳng tắp cũng đã hiển lộ ra một cái lưng còng. Thoạt nhìn cả người giống như già yếu sắp súng mồ. Ở bên trong cửa hàng, tượng gỗ điều khắc càng ngày càng ít. Trong thời gian 10 năm này, Vương Lâm chỉ thực hiện được một thành phẩm tượng gỗ điều khắc. Đó chính là bà lão Bạch Vân Tông năm nào. Trên thực tế, tượng gỗ điêu khắc bà lão từ 9 năm về trước, hắn đã chế tác được hoàn toàn. Tuy nói cùng với tượng gỗ điêu khắc người văn sĩ trung niên kia lại giống nhau, nhưng thực sự đã có sự chênh lệch, không thể nào đạt tới sự hoàn mỹ. Điều này Vương Lâm biết, đây là bởi vì mình chưa đạt tới cơ sở tu vi hóa thần. Điều khiến cho 9 năm sau đó Vương Lâm không chế tác thêm tượng điêu khắc gỗ, nguyên nhân là ông lão áo xanh. Bất kể là như thế nào, hắn không có phương pháp điêu khắc tượng gỗ trên khắc ra được ý cảnh mang đậm dấu vết của năm tháng trên ông lão này. Chín năm, trong suốt chín năm đó, Vương Lâm Thủy Trung không thể nào thành công được. Tuy nói rằng dĩ nhiên hắn sẽ khắc đi khắc lại vô số những tượng gỗ điêu khắc của ông lão đó, nhưng mà không có một bức tượng nào có thể ẩn chứa được ý cảnh. Cuối cùng, đều đã bị hắn hóa thành cho. Một ngày nọ, Vương Lâm nhìn vào bức tượng gỗ điêu khắc ông lão áo xanh trên tay, than nhẹ một tiếng. Tay phải hắn nhấc nhẹ lên một cái, tức thì tượng gỗ này tiêu tán thành cho. Chậm mặc một lát, hắn đứng người dậy, chậm rãi ra mở cửa hàng. Ánh mặt trời dịu dàng dừng lại trên người hắn. Vương Lâm cầm một chiếc ghế ngồi tại cửa, lặng lặng nhìn người qua đường đi lại. Đối diện bên đường là một cửa hàng bán dụng cụ sắt. Cửa hàng này trong 9 năm vừa qua đã mở rộng ra được thêm mấy lần. Không bao nhiêu lâu sau, có một đứa bé 4 tuổi từ bên trong cửa hàng dụng cụ sắt thò đầu ra khỏi cửa. Nhìn thấy Vương Lâm, lập tức cái miệng nhỏ nhắn kêu lên bước chân chạy nhanh đến bên người Vương Lâm. Sau đó trên tay đứa bé còn mang thêm một bầu rượu. Nó đưa cho Vương Lâm uống, giọng nói thò thẻ. Vương ra ra, đây là con trộm rượu đưa đến cho ông đó. Đường của con đâu? Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái, tay phải vừa lật, trong tay đã xuất hiện một viên thuốc như ngón tay cái. Sau khi đưa cho đứa bé xong, hắn cầm bầu rượu, uống vào một ngụm. Đứa bé vội vã nuốt viên thuốc vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, hai tay lại chống cằm tò mò. Vương gia gia, rượu này uống tốt lắm sao? Cháu nhìn thấy, khi nào gia gia cũng uống. Vương Lâm mỉm cười. Lúc này, từ cửa hàng bán dụng cụ đổ sắt, có một người đàn ông khỏe mạnh đi ra. Từ tướng mạo người đàn ông này, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của thiếu niên khấu khỉnh khỏe mạnh năm đó. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm hoài, lập tức tiến lại gần, trong miệng giọng điệu thân thiết nói. Vương Thúc bà, hôm nay không thể nào uống được nữa. Vương Lâm cười ha hả nói. Được lắm, phải uống một chén chứ. Hôm nay vẫn còn chưa uống. Đại Ngưu, cha của người thế nào rồi? Đại Ngưu trên mặt lộ ra một sự ảm đạm. Vẫn là bệnh cũ, không có việc gì. Vương Lâm thầm than một tiếng. Sự luân hồi của phạm nhân, hắn không thể nào can thiệp. Sinh lão bệnh tử vốn là một bộ phận của thiên đạo. Đại ngưu tại 6 năm về trước cùng với cô gái trưởng quầy của tiệm may thành thân. Đứa bé đó chính là con của hắn. Vương ra ra, ông vẫn còn chưa trả lời con. điều này rốt cuộc là tốt ở chỗ nào? Đứa bé không đồng ý. Túm lấy cánh tay của Vương Lâm truy hỏi. Đại Ngưu nhìn Vương Lâm, than nhẹ một tiếng rồi cười nói. Vương gia gia của người uống không phải là rượu, mà là lẽ đời. Vương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Đại Ngưu một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vỗ vỗ cánh tay hắn rồi nói. Đại Ngưu, mang theo đứa nhỏ trở về đây. Ta ra đầu phố đi dạo. Đại Ngưu cầm lấy bầu rượu trong tay Vương Lâm, đặt vào trong cửa hàng điêu khắc tượng gỗ, theo sau đóng cửa lại rồi nói. Thúc vừa rồi đã đáp ứng cháu, hôm nay không uống nữa mà. Vương Lâm cười cười đứng dậy đi ra hướng đầu phố, trong bóng dáng của hắn tập tĩnh, đầy vẻ xế chiều. Đại ngưu than nhẹ một tiếng, kéo bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ về trong cửa hàng bán dụng cụ đổ sắt. Đứa bé cao hứng hé miệng nói với đại ngưu. Cha ơi cha, vương ra ra cho con ăn đường, ăn rất ngon. Mỗi lần ăn xong, toàn thân sẽ có cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái. Vương Lâm đã đi lại trên con đường này hơn 10 năm rồi. Bỗng lại trông thấy một đám trưởng quầy của các cửa hàng không biết lấy tin tức từ chỗ nào. Từ trong cửa hàng đi ra, nét mặt vội vã chạy đến bên cạnh Vương Lâm, thấp giọng cầu xin. Vâng trưởng quầy à, người xem dạo này kinh doanh không có được tốt lắm. Tháng sau, tháng sau, tôi nhất định sẽ đem tiền đất đến để trả. Đây là trường quầy của cửa hàng tạp hóa người mới chuyển đến đây 3 năm về trước. Đúng rồi, Vương Lão đáng tính à. Hiện tại công việc kinh doanh thực sự là không được tốt lắm đâu. Ngài có thể hoãn lại được mấy ngày hay không? Lại là trường quầy của nhà trọ năm đó. Một người mập mập. Các thanh âm như vậy cứ lục tục chuyển tới. Vương Lâm cười khổ nhìn qua một vòng, hắn cũng không biết tại sao lại trở thành như vậy. Ở đây 10 năm, không ngờ vô tình mà tất cả mọi người trên con phố này gần như đều nợ bạc của hắn. Thậm chí, đại bộ phận cửa hàng trên con đường này cuối cùng không ngờ đều sẽ trở thành sản nghiệp của hắn. Mỗi khi các chủ cửa hiệu xuống dốc, cần gấp tiền sẽ tìm Vương Lâm đem cửa hàng bán lại. Về phần cửa hàng của chính Vương Lâm, đã hai năm trước chủ quan đến tận cửa thăm, sau đó bán lại luôn cho hắn. Giá cả là một thứ không có chuẩn mực nào hết ngay thời điểm hiện tại gần như vương lâm vừa ra khỏi cửa các trường quầy của các cửa hàng lập tức đi theo sau nói những lời tốt đẹp trên thực tế việc này có liên quan đến việc thường ngày vương lâm rất ít khi ra khỏi cửa thậm chí mấy tháng liền hắn không hiện ra đến một lần vì vậy lúc này vừa mới xuất hiện liền đã khiến cho các trường quầy trong lòng khẩn trương sợ là tới để thu tiền thuê đất kỳ thực cái thuế thu đất này cũng lại chẳng được bao nhiêu tiền nhưng phạm là người kinh doanh ở đây trong một thời gian dài đều sẽ biết được tính tình của vương lâm rất tốt bụng vì vậy lại có ý tưởng kéo dài tiền thuê đất để một thời gian sau gần như không người nào phải nộp tiền thuế chính vì việc này cũng đã trở thành một thói quen nói cho cùng tất cả các loại tiền bạc hay đồ vật đã là một người phàm vậy thì ít nhiều sẽ cảm thấy bỏng tay cầm được càng nhiều càng tốt vương lâm đối với hiện tượng này cũng lại chẳng quá để ý cũng thuận theo tự nhiên xem như là một sự cảm ngộ một bộ phận của thiên đạo chín năm trôi qua tình thế thay đổi các gương mặt cũ năm đó ở trên phố dĩ nhiên chẳng còn ai nhiều điều này khiến cho vương lâm hơi có một chút cảm khái hắn phất phất tay nói với các vị trưởng quầy bên người hôm nay ta không thu tiền thuê đất mọi người hãy tản ra đi các trưởng quầy lại dùng các lời lẽ để cảm ơn hắn sau đó liên tục lui lại vương lâm chắp tay sau người mà đi đi ở trên đường phố không bao nhiêu lâu sau hắn đã đi tới đầu phố. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một con ngựa lực lưỡng chạy tới với tốc độ rất cao. Ngồi trên lưng là một người trung niên. Người này sắc mặt hơi có chút khó coi, thậm chí khói miệng còn có máu tươi dính lại. Hắn cưỡi ngựa vừa mới đi qua ngang đầu phố, bỗng nhìn liếc mắt một cái trông thấy vương lâm. Tiếp theo đó, cánh tay phải mạnh mẽ giữ cương lại. Con ngựa đó hí ra một tiếng thật dài. Vào lúc này, thân hình người đàn ông trung niên nhảy xuống. Sau khi xuống ngựa lập tức bước lại bên cạnh vương lâm, không đợi nói chuyện lại phun ra một ngụm máu lớn bên trong máu tươi đó còn mang thêm một chút mảnh của nội tạng người này mặt mày không còn một chút nào máu thân hình loạn choạng quỳ dạp xuống đất giọng nói gấp gáp vương tiên sinh xin cứu mạng vương lâm thần sắc vẫn như bình thường thản nhìn nước mắt nhìn người này một cái người này đúng là mười mấy năm qua gần như ngày lễ ngày tết nào cũng sẽ mang tặng hắn một lượng lớn vàng bạc từ đào có chuyện gì vậy? Chậm rãi mà nói. Vương Lâm mở miệng. Vương tiền sinh, thế từ điện hạ đã nguy rồi. Từ trong giọng nói gấp gáp của từ đào, Vương Lâm dần dần hiểu ra được ngọn nguồn. Thế Tử điện hạ kia không biết như thế nào lại trêu chọc phải một người hùng mạnh. Đó là một tu sĩ thần thông cao cường. Tu sĩ này vừa xuất hiện, lập tức đám tu chân bên người điện hạ đều đã rời hết đi, không dám tham dự vào. Hiện tại, thế tử dĩ nhiên được giấu bên trong hoàng cung. Tù sĩ đó dường như hơi có một chút e dè mà không tiến thẳng vào hoàng cung. Vì vậy, đem lửa giận phóng thích trên mấy người tùy tùng của thế tử. Từ đào có một chút thông minh, gặp sự chẳng lành, lập tức rời khỏi. Nhưng bị các thủ hạ của tu sĩ đó truy quét, thân bị trọng thương. Hắn kinh hoàng trong đầu chỉ có đúng một mực nghĩ tới, đó là Vương Lâm. Đang nói, bỗng nhìn từ ngoài phố đi vào một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu đỏ người này trên mặt lộ ra vẻ tàn ác đang hướng bước đi lại chỗ của từ đào từ đào nhìn thấy tù sĩ này lập tức thân mình run lên lại phun ra thêm một ngụm máu cả người ngay lập tức suy sụp tuyệt vọng nhìn vương lâm nói tiên sinh cứu ta nói xong người hắn sụp xuống đất ngất đi tù sĩ kia lạnh lùng liếc mắt nhìn vương lâm một cái tay phải vùng lên lập tức có một đạo khí tức màu đen mà người phàm không thể nào nhận biết được từ trong tay hắn khuếch tán ra ngoài đến giữa không trung nó hóa thành một đầu lâu bằng xương rất lớn hung hăng hướng đến phía tử đào mà cắn nuốt tu sĩ này tâm địa rất ác độc dĩ nhiên hắn tính bao gồm luôn cả vương lâm bên trong trong mắt hắn xem ra vương lâm này tuy nói chỉ là một người phàm thôi nhưng từ đào này chạy trốn chết không ngờ là tìm tới hắn tất nhiên phải có quan hệ đơn giản đem giết hết toàn bộ về phần giết hại phàm nhân nếu như có việc gì đó phiền toái thì cũng đã có sư phụ của hắn phía trên nghĩ như vậy trên mặt hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Vương Lâm nhớn mày, nếu như là tu sĩ này đến để tìm gây phiền toái cho tư đào, hắn có thể sẽ không tham dự. Tuy nói tư đào này mười mấy năm qua, đối với hắn thực sự một mực tôn kính, nhưng Vương Lâm cũng sẽ không vì việc này mà ra tay. Nhưng hiện tại, một tiểu tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ, không ngờ ngay cả chính hắn mà cũng dám dở trò. Vương Lâm sắc mặt như bình thường, trong mắt đầy sự bình tĩnh, tay phải bâng qua vùng nhẹ nhàng lên dường như chỉ là đuổi một con mối. Lập tức, hình đầu lâu bằng xương kia dường như nhìn thấy cái gì đó cực kỳ đáng sợ và khác thường, kêu lên một tiếng, không dám cắn nuốt nữa, vội vã lùi lại về phía sau. Nhưng chỉ có điều, nó đã chậm một bước. Tay phải của Vương Lâm vùng lên một cái, mà đầu hứa lập quốc bỗng nhiên thành hình, nhè răng cười một cái, lại đem bộ xương sọ này nuốt vào. Chép chép cái miệng, trừng mắt hung tợn nhìn vẻ đầy kinh hãi của tiểu đạo sĩ kia, sau đó thân hình từ từ biến mất. Tiểu đạo sĩ kia sắc mặt nổi lên vẻ đỏ ửng dị thường, và khoảnh khắc bộ xương sọ đó bị nuốt vào, dĩ nhiên tâm thần của hắn bị hao tổn, sau đó phun ra một ngụm tiền huyết, không nói hai lời, lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bóng dáng của người này, không hạ sát thủ. Hắn hiện tại đã hóa phàm, dĩ nhiên giai đoạn đó bị ràng buộc, thực sự không muốn bởi vì một việc nhỏ như vậy mà hỏng đi tâm tình nhiều năm qua. từ lúc đạo sĩ xuất hiện cho mãi đến lúc rời khỏi, khoảng thời gian này không kéo dài lắm. Hơn nữa, lại không gặp người phàm tục nào, vậy cho nên vẫn chưa ảnh hưởng đến mọi người trên phố. Nhiều nhất cũng chỉ là có cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Người đi lại trên đường dù rằng vắng vẻ, nhưng rồi cũng sẽ nhận ra, nguyên nhân từ vết máu bầm phun ra từ miệng từ đào. Nhà của từ đào từ 8 năm trước đã rời đi khỏi khu phố này. Lúc này đào mắt một cái, cũng lại chẳng có mấy người nhận ra được thân phận của hắn. Vương Lâm thở dài, tay chắp sau người, chậm rãi nhắm một cửa hàng tạp hóa bên cạnh đi tới. Sau khi tiến vào, trường quầy cửa hàng tạp hóa tức khắc cầm tiền chạy tới. Vương Lâm chỉ chỉ tự đào bị ngất xỉu cách đó không xa, lại nói: Trường quầy, phiền ngươi tìm hai tiểu nhị, nâng người này đem tới cửa hàng của ta. Người trường quầy tạp hóa này do dự một chút, liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra không ai chú ý tới nơi này, lại tiến thêm vài bước nhẹ giọng nói. Vương trưởng quầy à, người này không biết là còn sống hay đã chết. Ta xem ra hay là chúng ta đi báo quan đi. Bằng không, ta lại sợ rằng ngài rước lấy một thân phiền toái đó. Vương lâm cười cười, vỗ vỗ bà vai của trưởng quầy, lắc đầu nói. Không có việc gì đâu, tìm người đưa đi cho ta, vậy là được. Nói xong, hắn xoay người chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra, Trường quầy nhìn bóng dáng Vương Lâm, thở dài lẩm bẩm. Người tốt quá. Vương trưởng quầy thực sự là một người tốt. Thì thầm nói xong, hắn lập tức quay đầu lại hô. Tiểu nhị, tiểu tam, hai người các ngươi ra đây. Đem người đang nằm bên ngoài kia, khiêng đến cửa hàng của ông chủ Vương. Gần như lúc Vương Lâm trở lại cửa hàng, cũng đồng thời hai người tiểu nhị mặc quần áo vải thô đi tới. Dĩ nhiên cùng khiêng tự đào, Vương Lâm ra hiệu hạ xuống, đặt ở trên mặt đất trong cửa hàng. Vương Lâm tùy ý lấy ra một chút bạc, đem đưa cho hai vị tiểu nhị này rồi đuổi đi. Sau đó, đóng cửa quầy lại, ngồi ở bên bếp lửa, trầm ngâm không nói. Từ đào này, nếu như không cứu, hiện nhiên chắc chắn không thể nào sống được. Vương Lâm thầm than một tiếng. Đúng là đối phương trong mười mấy năm qua, Thủy Trung vẫn luôn kinh biếu quả cáp. Hắn lấy ra trong túi chữ vật một đan dược cực kỳ công hiệu, phất tay một cái, bắn ra, rơi vào trong miệng của đối phương. Tiếp theo đó, hắn cầm lấy bầu rượu. Thời gian này, hắn vừa uống rượu, vừa chờ đối phương tỉnh lại. Nói về tiểu đạo sĩ kia, hắn là một đường chạy nhanh, cũng lại chẳng cần quan tâm đến kinh động người phàm tục. Thậm chí lúc cuối cùng còn ném ra phi kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía thành đông chạy về. Ở vùng ngoại thành của thành phía đông có một tòa đạo quan, tòa đạo quan này bốn phía hơi có một chút u tính, còn có một hồ nước trong xanh. Các đóa hoa sen hồng nhạt nở rộ. Nơi đáy trong hồ nước này, lớp lớp lá sen màu xanh sinh trưởng. Phía trên mặt hồ có một ít con cá nhẹ nhàng bơi lượn xung quanh các đám lá sen, đồng thời khiến cho lá cây chậm rãi lay động. Bề mặt hồ như là một bức tranh gợn sóng, có một cảnh tượng vượt ra khỏi trần tục. Có một con đường nhỏ bằng đá cuội, uốn lượn theo tòa đạo quan hai bên của con đường này nuôi trồng một số cây dương liễu. Mỗi khi gió nhẹ thổi tới, hàng dương liễu lay động nhảy múa phát ra những tiếng động sào sạc. Đó cũng là một cảnh sắc hữu tình. Vào lúc này, mặc dù cơn gió nhẹ nhàng đang thổi đến, nhưng mà tiếng lay động của hàng dương liễu này lại bị một tiếng động lớn từ trên trời bao trùm tới. Chỉ thấy tiểu đạo sĩ kia hóa thành một đạo cầu vòng, bỗng nhiên dừng lại tại cửa ngoài của đạo quan. Hắn vừa mới hạ xuống mặt đất, lại phun ra một ngụm tiền huyết, sắc mặt tái nhợt một tay đẩy ra cửa đạo quan, sau đó lào đảo chạy vào. Trong đạo quan có một vài đạo sĩ đang ngồi khoanh chân, bỗng nhìn mở bừng mắt. Một người trong số họ, sau khi nhìn thấy bộ dạng trật vật của tiểu đạo sĩ kia, lập tức đứng dậy tiến tới, kinh ngạc nói. Sư đệ, ngươi đuổi theo một phàm nhân, không lẽ người đó lại có thể khiến cho ngươi bị trọng thương như vậy sao? Tiểu đạo sĩ lấy tay đẩy người này ra, sau đó lạnh lùng nói. Tao muốn gặp sư phụ. Sư phụ! Người hoảng lên cái gì? Từ trong đạo quan đi ra một người trung niên. Người này mặt to mắt nhỏ. Độc duy nhất có hai cái tai to là có thể nhìn rất thuận mắt. Mới nhìn lần đầu, trông cũng đầy vẻ uy nghiêm. Người này vừa đi ra, tất cả những tù sĩ đang ngồi tọa thiền đều đứng dậy, cùng kính đứng sau một bên. Sau đó, khi tiểu đạo sĩ nhìn thấy người trung niên, khóc to một tiếng, quỳ xuống đất nói. Sư phụ, con bị người ta phá bản mạng la sát, tâm thần đã bị hao tổn. Sư phụ, xin nhờ người báo thù. tu sĩ tai to kia liếc mắt quét nhìn tiểu đạo sĩ này một cái, tay áo vung lên, vườn tay phải cách không một chảo. Lập tức từng đạo hắc khí bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, màu chóng ngừng kết chung một chỗ, hình thành một cái đầu lâu xương khô rất lớn. Tiếp theo đó, tay phải của tu sĩ tai to điểm nhẹ, bắt đầu lấy đầu lâu xương khô, không nói hai lời, vỗ một trường, chụp lấy phía trên thiên linh cái của tiểu đạo sĩ. Thân hình tiểu đạo sĩ kia lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trong nháy mắt lại hiện ra từng luồng khí đen. Sau một hồi lâu, hắn hé miệng phun ra một ngụm máu màu đen. Tiếp theo đó, trên mặt các loại khí đen chậm rãi biến mất, lộ ra một tia hồng thuận. Bản mạng la sát được phục hồi, khiến cho thương thế của hắn lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Kể lại tỉ mỉ, tu sĩ tai to giơ cánh tay phải lên chậm rãi nói tiểu đạo sĩ thở sâu vội vã đem tất cả mọi chuyện trên đường gặp phải thêm mắm thêm muối nói hết ra tiểu đạo sĩ này mồm miệng hơi có chút lanh lợi cách thể hiện của hắn cũng rất thần tình tu sĩ tai to kia vẫn im lặng mà lắng nghe các vị đệ tử bên người hắn lại cúi đầu không nói nhưng mà trong mắt cũng lộ ra vẻ kỳ quái không bao nhiêu lâu sau tiểu đạo sĩ đã thuật lại xong trong mắt hắn lộ ra vẻ hận thù lại thêm thêm một câu Sư phụ, con đã báo danh hào của người ra, nhưng kẻ đó vẫn quá kiêu ngạo. Sư phụ à, chúng ta nói gì thì nói, cũng phải đi giáo huấn hắn một chút. Tu sĩ tai to này thủy chung chẳng có nửa điểm dao động. Hắn nhìn tiểu đạo sĩ kia, bình thản hỏi để xác định lại. Người mà ngươi mới vừa gặp, trong cơ thể không có một chút nào linh lực, chỉ giống như là một người phàm bình thường sao? Tiểu đạo sĩ vội vã gật đầu nói. Sư phụ, tuyệt đối không thể nào sai được. Ban đầu, con lại còn tưởng rằng hắn chỉ là một phạm nhân. Tù sĩ tài to trong mắt lộ ra một ánh tà dị, trên mặt lại không lộ ra vẻ mừng giận, chậm rãi nói. Người theo ta đi một chuyến, dẫn đường phía trước, không cần sử dụng pháp thuật, chỉ cần đi, vậy là được. Tiểu đạo sĩ kia lập tức mừng rỡ, vội vã đứng sang một bên dẫn đường, mang theo tu sĩ tai to rời ra khỏi đạo quan. Về phần những tu sĩ khác trong tâm cũng muốn đi theo, nhưng mà trong mắt không thấy sư phụ có dấu hiệu gì triệu tập, vậy cho nên cứ chỉ nhìn lẫn nhau. Một người trong số bọn họ lại than nhẹ một tiếng. Sư phụ, quả như đối với tiểu sư đệ thực sự là sùng ái. Cũng đâu phải là lần đầu tiên có cái loại chuyện đó, chúng ta không có nên ghen tệ. Với tài trí của sư phụ, lại há chẳng nghe ra sự bất hợp lý trong lời nói của tiểu sư đệ hay sao, đâu cần chúng ta phải để ý tới. Một tu sĩ trung niên bên cạnh cười khổ một tiếng, lại nói. Với tính tình như vậy của tiểu sư đệ, sớm tối gì cũng sẽ gây ra phiền toái thôi. Lại có thêm một người nói thầm một câu, sau đó lại trầm mặc không nói gì nữa. Đã có sư phụ ở chỗ này rồi, tiểu sư đệ mặc dù có mắc vào phiền toái lớn cũng chưa chắc trở thành chuyện được. Ngược lại, nếu như đổi thành người khác thì chúng ta khó có thể nói được sư phụ rõ ràng là không công bằng chúng ta cũng không phải là ngày đầu tiên biết ngay cả công pháp tu luyện tiểu sư đệ và ta cũng là khác biệt rồi mà thôi việc này chúng ta trong lòng tự hiểu vậy là được nếu như mà trực tiếp nói ra ngược lại mình lại tỏ ra vẻ nhỏ nhen nhưng không biết là lần này người làm cho tiểu sư đệ rước lấy phiền toái là đệ tử thuộc môn phái nào theo như lời nói của tiểu sư đệ vừa rồi người này làm sao lại trà trộn vào bên trong đám phạm nhân vậy Tù sĩ trung niên kia nói ra vấn đề nghi vấn. Bốn phái lớn liên minh, cái dạng tu sĩ gì mà không thấy. Ta xem người này rất có thể là kết đan kỳ cho nên mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà phá đi bản mạng la sát của tiểu sư đệ đó. Ta cũng nghĩ là giả thuyết này đúng. Với địa vị của sư phụ tại liên minh bốn phái, đừng có nói là kết đan kỳ, kể cả là nguyên anh kỳ, kết cục đều là giống nhau. Mấy người nói chuyện với nhau một lát, sau đó không để ý đến việc này nữa, lại tiếp tục ngồi tĩnh tỏa. Tiểu đạo sĩ vừa đi, trong thâm tâm hắn lại nổi lên từng trận đắc ý. Hắn đã sớm biết sư phụ đối với chính mình là tốt nhất, bởi vì hắn chính là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Từ nhỏ đến lớn, phàm là gặp việc gì phiền toái, chỉ cần hắn nói ra với sư phụ sẽ lập tức dẫn hắn đi tìm tiêu diệt đối phương. Bao nhiêu năm như vậy rồi, không một lần nào sư phụ cự tuyệt. Nội tâm hắn cười lạnh, tự nhủ lần này sư phụ ra mặt, tất nhiên kẻ đó sẽ chết không có chỗ chôn, để cho hắn biết được kết cục của việc dám trêu chọc vào mình. Nghĩ tới đây, hắn trộm nhìn sư phụ bên cạnh. Từ vẻ biểu hiện ra bên ngoài nhìn không thấy được nét mừng giận. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, với sự hiểu biết về sư phụ, mặt càng không biểu lộ tính tình nào, vậy thì chứng tỏ trong lòng sư phụ lại càng đang phẫn nộ. Từ trong trí nhớ của hắn, mỗi lần sư phụ dẫn dắt hắn đi tiêu diệt người trêu chọc hắn thì gần như trên mặt đều là cái loại vẻ mặt đó. Bất kể là hắn trêu chọc phải cái dạng cừu ra gì, chỉ cần nhìn thấy sư phụ liền sẽ lập tức mặt không còn một chút nào máu, không phải là quỷ xuống đất mà cầu xin tha thứ cái gì đó thì là lập tức chạy trốn. Mặc dù có mấy kẻ cố ý phản kháng, nhưng cuối cùng đối với ba cái dạng người đó, thực sự là kết cục như nhau. Tiểu đạo sĩ trong lòng đắc ý giống như đang được ăn mật đường. Hắn thở sâu, bước chân vội vã đi nhanh, trong lòng thầm nhủ, đừng để kẻ đó chạy mất, phải nhanh chân đến đó mới được. Đang đi, tu sĩ tai to bước chân bỗng nhiên ngưng lại. Tiểu đạo sĩ đi quá vài bước, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt tu sĩ tay to dừng lại trên các đồ chơi nhỏ bằng đường bọc được bày bán tại sạp nhỏ một bên. Ánh mắt tu sĩ tai to lộ ra vẻ dịu dàng, tiến tới quầy hàng, ôn hòa nói. Đồ chơi làm bằng đường này bán thế nào? Người bán hàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tay to, trong lòng không biết tại sao lại trào dâng lên một sự hảo cảm, cười nói. Là một đồng nhỏ thôi à? Tù sĩ tai to mỉm cười, gật đầu lấy ra một đồng nhỏ đặt lên trên quầy hàng. Sau đó nhìn kỹ lưỡng đám đồ chơi sinh động như thật làm bằng đường. Cuối cùng chọn lấy một cái cầm lên. Điệu đạo sĩ lại ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ không ngờ mua đồ chơi làm bằng đường. Đáy lòng hắn hơi có một chút giở khóc giở cười. Nhưng hắn chẳng hề nghĩ tới. Tù sĩ tai to này không ngờ đem đồ chơi nhỏ làm bằng đường đó đưa tặng lại cho hắn. Phúc Nhi, con có nhớ trước đây, lần đầu tiên vi sư nhìn thấy con, khi con đang ở chung với một đám đứa nhỏ, đoạt một đồ chơi làm bằng đường. Có lẽ con đã quên rồi. Tu sĩ tài to trong mắt lộ ra vẻ hoài cảm. Tiểu đạo sĩ lại ngẩn người ra, nhận lấy đồ chơi làm bằng đường, không tự chủ được lại nhớ tới thời thơ ấu đau khổ. Nếu như không có sư phụ, sợ rằng hiện tại chính mình cũng đã sớm chết từ lâu. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lại ửng đỏ, thấp giọng nói. Không thể nào quên được đâu ạ. À. Chính sư phụ đã đem con mang đi, cũng như dạy cho con pháp thuật thần thông. Tu sĩ tài tò xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ, lại nói. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem người nào. Tiểu đạo sĩ nhìn vào đồ chơi làm bằng đường trên tay. Cảnh tượng hồi còn nhỏ chậm rãi xuất hiện trong lòng. Hắn thở sâu, đem đồ chơi làm bằng đường trân trọng đặt trong túi chữ vật. Hắn có ý định lưu lại cả đời, bởi vì... Đây là món đồ mà sư phụ mua tặng. Khi sắc trời dần tối, tu sĩ tai to và tiểu đạo sĩ đi đến chỗ cửa hàng của Vương Lâm. Sắc trời dĩ nhiên đã trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, hai bên đường phố cũng đã lên đèn. Ánh sáng nổi lên bao quanh cả khu vực. Từ đảo hốt hoảng mở to mắt, hơi có một chút run sợ. Lập tức nhìn xung quanh, sau đó vội vã nhộm người dậy. Hắn nhìn thấy Vương Lâm, lập tức quỳ dạp xuống đất. Trên mặt lộ rõ ra vẻ kích động nói không ra lời. Vừng Lâm thần sắc vẫn như bình thường, cũng không thèm liếc mắt nhìn Từ Đào một cái, bình thản nói: "Cứu người một mạng, coi như đã trả lại người nhân quả phụng dưỡng 16 năm qua. Người đi đi." Từ Đào do dự một chút, tiếp theo vái dài vài cái, lại thấp giọng nói: "Đại ân đại đức, Từ Đào ghi nhớ trong lòng." Nói xong, hắn thở dài, lại đứng dậy, đẩy cửa đang muốn đi ra khỏi cửa hàng. Vào lúc này, Vương Lâm bỗng nhìn nhuốn lông mày. Tôi đào, quay lại đây, không cần đóng cửa. Tư đào ngẩn ra, sau đó vội vã lui lại, ngỡ ngàng nhìn Vương Lâm. Đứng sang một bên đi, đã có khách tới thăm. Vương Lâm uống một ngụm rượu trong bầu rượu trên tay, lại bình thản nói từ đào sắc mặt khẽ biến vội vã đứng dậy bên cạnh vương lâm hắn lại nhìn ra cửa ánh mắt lay động không quá lâu sau chỉ nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài từ từ truyền tới ngay sau đó có một tu sĩ tài to từ bên ngoài cửa hàng đi vào phía sau hắn là tiểu đạo sĩ ban ngày được vương lâm buông thà hết chương hết tập 71. mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Nghịch trên kênh MCNA, trên audio Tiên Hiệp.